Chào các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi C1 trang 17 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Hãy chứng minh vector cường độ điện trường tại điểm M của một điện tích điểm Q có phương và chiều như trên hình 3.3. Các em quan sát hình 3.3 ở đây có hai trường hợp A và B. Trường hợp A, điện tích Q lớn là điện tích dương. Thì khi đó chúng ta thấy là tại điểm M sẽ xuất hiện một vector cường độ điện trường có hướng theo phương của vector E ở đây thì ta thấy là nó đang hướng ra xa điện tích Q. Còn trường hợp B là khi mà điện tích Q là điện tích âm thì tại M có vector cường độ điện trường E hướng vào Q. Bây giờ thì chúng ta sẽ chứng minh cái chiều của vector cường độ điện trường tại M trong trường hợp Q dương và Q âm. Cụ thể là Q dương thì chúng ta chứng minh là E sẽ hướng ra xa Q. Còn Q âm thì chúng ta chứng minh là E hướng vào Q. Vậy để chứng minh được thì chúng ta sẽ làm các bước như sau. Thứ nhất thì các em có thể giả sử cho cô là chúng ta đặt tại M một điện tích thử Q nhỏ lớn hơn không, tức là một điện tích thử Q dương. Khi đó với trường hợp A, vì Q lớn cũng là điện tích dương, do đó hai điện tích Q lớn và Q nhỏ cùng dấu với nhau. Và đương nhiên theo tính chất tương tác của điện tích thì khi mà chúng cùng dấu nhau thì chúng sẽ phải đẩy nhau. Do đó lực Coulomb do điện tích Q lớn tác dụng lên điện tích thử Q nhỏ sẽ hướng ra xa Q lớn. Mặt khác, vì điện tích thử Q nhỏ lớn hơn không, do đó thì lực Coulomb tác dụng lên điện tích Q nhỏ sẽ cùng chiều với cả điện trường tại điểm mà chúng ta đặt Q nhỏ, đó chính là điểm M. Có nghĩa là ta có vector cường độ điện trường E sẽ cùng chiều với cả vector lực Coulomb. Tác dụng lên điện tích Q nhỏ. Mà chiều của lực Coulomb thì chúng ta đã xác định được ở trên rồi, đó là chiều hướng ra xa điện tích Q lớn. Vậy thì chúng ta cũng kết luận luôn được rằng là vector cường độ điện trường E cũng có chiều hướng ra xa điện tích Q lớn. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong trường hợp A. Trường hợp B thì chúng ta sẽ giải quyết tương tự như vậy. Nhưng lưu ý cho cô với trường hợp B thì ở đây trường hợp B điện tích Q lớn lại là điện tích âm, do đó thì Q lớn và Q nhỏ khi này trái dấu nhau. Và khi trái dấu thì chúng sẽ hút nhau, dẫn tới là lực Coulomb do điện tích Q lớn tác dụng lên điện tích Q nhỏ thì có chiều hướng về điện tích Q lớn. Mặt khác thì do điện tích Q nhỏ là điện tích thử có điện có giá trị lớn hơn không, chúng ta giả sử ngay từ đầu lên, khi đó thì E và F vẫn cùng chiều với nhau. Và trong trường hợp này thì E sẽ có chiều hướng về điện tích Q lớn. Vậy thì chúng ta cũng kết luận tương tự là do Q nhỏ lớn hơn không lên, E tại Q nhỏ cùng chiều với F. Do đó thì vector cường độ điện trường E cũng có chiều hướng về điện tích Q lớn.
Giống em. Và đó chính là điều mà chúng ta phải chứng minh với hai trường hợp ở hình 3.3.